Như vậy là trận đấu bắt đầu minh bảy tấn một, đổi hàng rồi, đóng pha đầu rồi, cày rồi. Ván này thì không cày thì bao giờ cày nữa ông Đồng ơi. Tiên Nhân chỉ lộ đổi đóng pho đâu. Bây giờ là lúc cần thể hiện bản lĩnh. Xem 1-12. Cái đòn dí bình vào mặt này hay quá. Nếu ăn tốt lên là mã 7-8, bắt xe. Anh Ý Nguyễn nếu mà muốn tặng em tặng bộ cờ thì mình tham gia dự đoán ở trên fanpage của Thăng Long Kỳ Đạo từ hôm qua cơ ạ. Dự đoán ạ, dự đoán hai kỳ thủ vào chung kết ạ. Phạm Tiến Tùng, anh Trung ơi, Nguyễn Thành Bảo sang Trung Quốc đánh cờ không ạ? Nguyễn Thành Bảo sang Trung Quốc đánh cờ thì mình phải biết chứ, Nguyễn Thành Bảo đang ở nhà bỏ cờ rồi bạn ạ. Bạn nghe đâu mà bảo anh Bảo sang Trung Quốc đánh cờ. Thầy Cường đâu anh Trung, chẳng biết được. Hẹn thầy Cường sang chẳng thấy thầy đâu rồi, chắc thầy mệt. Vâng, xin chào Nguyễn Thiện Hồng. Chào mọi người. Anh Hạ đi sĩ 4 tấn 5 và ấn xe lên hàng tốt. Anh Hùng Nguyễn hỏi các bạn có biết tay chiến cẩm giàng không nhỉ? Biết rất rõ anh ạ, biết tương đối rõ. Pháo 8 bình 6. Giờ thì hết giờ, giờ dự đoán gì đấy anh? Thầy Cường thì thánh ngủ rồi. Nói chung với người cần cù phục vụ anh em nhất luôn là tôi. Vâng, như vậy là pháo 86 đến từ bên hậu. Anh em lưu ý là ván này Trịnh Duy Đồng phải chấp hòa. Cũng có thể đi khó. Tương đối khó đi. Chính xác là ở ván cờ này thì bên tiên thì duy trì được sự phức tạp là sẽ ưu thế. Tại vì bên hậu là hay bị kém giờ. Tuy nhiên đến thời điểm này thì Trịnh Duy Đồng chưa gây được áp lực lớn. Bây giờ có thể đi xe 16. Ôi, Hùng Nguyễn ơi, bọn em biết anh Chiến Cẩm Giàng ạ. Trình độ cờ thì cũng khá. Cái đường giật pháo về này của Đồng đang dọa bắt đôi xe này, bắt chiếc xe này, các bạn để ý. Đang dọa bắt chiếc xe.
rất khó chịu. Không ạ, anh Tường Minh ạ, hết giờ dự đoán rồi ạ. Hẹn gặp lại anh em dự đoán vào dịp khác. Đợt này 10 bộ cờ là cố lắm rồi ạ. Bây giờ tặng thêm là hết cờ tặng ạ. Có vẻ là đi mất con xe. Các bạn để thấy nước bắt xe rất kín nên chữ trịnh như đầu. Anh Hùng Nguyễn ơi, chiến Cẩm Giang mà gặp Dương Đình Trung là chiến Cẩm Giang phải thua. Anh Hùng Nguyễn ạ. Chiến Cẩm Giang phải thua. Anh em thấy đồng nhà tôi bắt xe có ngoạn mục không? Tối một đấu xe xong vẫn chết xe. Vâng, như vậy là vật pháo lên. Nếu móc bắt xe, ăn xuống tựa. Đá pháo xa. Vậy là mất không có xe. Xe đổi xe ngựa. Hạo Béo chỉ còn 1 phút 14 giây thôi. Bắc Giang mà anh Hùng Nguyễn anh gọi thằng Khánh Cổ Dài về là anh Chiến Cẩm Giang là Sikerator ngay. Vâng, như vậy là hai xe pháo ngựa đánh với xe hai ngựa, hai pháo hai ngựa về vòi rồi. Cờ này đánh từ từ thôi. Cờ này mình nghĩ là khó cho Vương Hạo rồi. Rất hay cho chị Duy Đồng. Bây giờ cứ làm tròn, đánh từ từ, đánh dần dần. Giờ có thể binh 3 tấn 1, à chưa được, phải chạy con xe đi đã. Ở Bắc Giang thì tôi nghĩ là thưa anh Hùng Nguyễn là có Tuân Bắc Giang. Tuân Bắc Giang và Khánh Cổ Dài, Đỗ Như Khánh hoàn toàn có thể tiêu diệt được anh Chiến Cẩm Dài. Nhưng mà độ đấy lại quen biết nhau ít chơi. Vừa là một nước cờ ngăn đàn cả lại đến từ đấu xe. Ăn xe sang. Chết ngựa à? À chưa. Chắc là phải xe 2x6 rồi. Không, vật pháo vào. Sẽ là ăn tượng lên. Không, giật pháo về. Chưa thèm ăn tốt. Dắt xe sát vạn tử, không vấn đề gì cả. Cờ này thì Vương Hạo sẽ toi thôi, bị dồn. Cái gì hiện nay có gì mà thể lực cả anh Khánh Phạm ấy. Ngày nó đánh mấy chục ván cờ. Đánh 1-2 ván cờ này thì lo gì có thể lực. Vớ lọc à. Đừng lo về thể lực của Đồng. Mắc bắt tốt, đuổi tốt ra ngoài. Vào mất tốt rồi.
hơn xe và tức là có xe và mấy con chốt đối đầu, tôi nghĩ là đồng sẽ tiêu diệt được. Bây giờ là xe 7-6, sau đó ấn lên hàng tốt là lĩnh tiền. Không, chưa ấn hàng tốt được ngay, ấn hàng tốt bị vật chiếu mất xe. Từ từ, Thái Bình có ai hay Thái Bình có anh Bùi Dương Chân với Trần Tuấn Ngọc. Sĩ 4 tấn 5. Bạn ơi, các bạn đừng hỏi Tiền Giang có ai, Bắc Minh có ai không, mình trong lúc bình luận mình không trả lời được hết đâu. Thôi đừng hỏi, mệt lắm. Không trả lời được các bạn thôi cả. Ở đâu mà chẳng có người chơi hay. Nhưng mà đang cờ nhanh thì mình không trả lời được. Để mình tập trung vào bán đấu. Các bạn phải cho mình xem cờ với. Vâng, rất nhanh, rất đơn giản, rất chắc chắn. Và chúng ta